Thế cái gáo nước này để làm gì? Đi lấy chan. Đi lấy chan cơm á? Vâng. À, có thể nói là cô bác cái bát này thì là từ thời xưa rồi. Nhìn trong bữa cơm của bác, bữa cơm của gia đình nhà em Quân ăn cô bác không có gì ngoài bí với lại thêm một gáo nước. Nước này thì nước sôi để nguội hay là như nào? Không ạ, nước lá. Nước lá? Vâng. Như này gọi là cơm chan với nước lá rồi cô bác. Thưa cô bác, hai cái bát này là một bát là cho người bố, còn là một bát là cho người mẹ. Người mẹ của em Quân thì có thể là bỏ đi rất là lâu rồi, nhưng mà chắc là không may thì... Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực sẽ vào thăm gia đình của em Quân một chút cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực vừa mới di chuyển từ trên nhà của em Sử xuống. Thì cũng hơi muộn, bây giờ hiện tại là 6 giờ rồi. Cho nên là cháu Lực tiện đường là cháu Lực sẽ co và thăm gia đình em Quân một chút thôi cô bác. Hôm trước thì cháu Lực có đi từ đường trên xuống, nhưng mà hôm nay thì cháu Lực để xe ở dưới kia và cháu Lực đi từ đường lên thôi. Còn như vừa mới chuẩn bị bước vào cái ngôi nhà của em Quân đấy cô bác, thì là ngôi mộ của bố em Quân thì được chôn cất ở đây luôn cô bác, còn rất là mới luôn. Hiện tại thì bây giờ chắc là bố của em Quân thì vừa mới chôn cất được tầm độ đâu đó là 10 ngày thôi. Còn ôi, ông thì đang ở trên rồi. Đấy cùng Quân ở dân như thế cùng. Cháu Lực vừa mới hỏi ông thì ông bảo là Quân ở trong nhà. Còn như cái ngôi nhà này thì được gia đình em Quân là để cháu nhờ ở đây thôi cô bác. Hôm nay thì chắc là chú này cũng đi làm về rồi. Đấy, cháu chào chú nhá. Vâng. Chú đi nhà chú ở đây luôn à? Vâng. Vâng, chú là hàng xóm của nhà em Quân à? Vâng. Vâng, bây giờ thì cháu đi vào thăm em Quân một chút nữa. Vâng. Xong thì cháu xuống nhà chú sau nhá. Vâng, vâng. Đây rồi cháu. Nhá. Dạ, dạ, vâng. Bây giờ thì cũng tối rồi, thì chắc là cả nhà em Quân là đều ở trong nhà thôi cô bác. Như vừa mới bước vào thì cô bác cũng có thể nhìn thấy là cái ngôi nhà của em Quân vừa mới sửa là độ đâu đó tầm 1 năm thôi, nhưng mà hiện tại thì cũng xuống cấp rất là nhiều rồi. Còn là bên ngoài ở phần cái ngôi nhà của em Quân thì thôi cô bác, cũng chỉ là được trước kia thì được bố của em Quân là đi dùng đi lấy những cái tấm lấy những cái tre về, xong là về chẻ để đan thôi. Còn là những cái chỗ thì chưa có được hoàn thành thì dùng những cái tấm tô và chạy lại dùng những cái tấm tôn để mà làm thành những cái tấm ván cô bác. Tấm tôn thì nó hơi ngắn, ở cái phần kia thì còn hở khá là nhiều. Ở đây thì đến mùa mưa thì có thể là nước nó sẽ tạt vào bên trong rất là nhiều cô bác. Bà của em Quân thì hôm nào cũng ở trong nhà rồi cô bác. Tại vì là rất là già rồi, rất là cao tuổi rồi, cho nên là không có được đi đâu rồi cô bác. Bà thì đang ngủ đây rồi. Quân thì đang làm gì đấy? Em đang chuẩn bị nấu cơm. Đang là chuẩn bị nấu cơm rồi à? Vâng. Rồi bây giờ Quân chào quý ông bà nhá. Vâng. Chào quý ông bà. Đây rồi. Tối nay thì nấu, bây giờ thì nấu cơm luôn rồi à? Vâng. Như cái bếp của em Quân thì cô bác cũng có thể nhìn thấy là một cái bếp rất là nhỏ nhỏ thôi. Ông thì bây giờ cũng đã vào nhà rồi. Bắt đây về đâu cả bé cùng? Thì ở nhà đi. Chọn nhà? Ừ. Cô có chọn nhà ra? Ừ. Ông thì cũng có bảo với cháu Lực là hôm nay là ông đi lấy củi. Còn Quân thì hôm nay em đi đâu làm gì em? Đấy em đi cắt cỏ gì. Đi cắt cỏ à? Vâng. Ông cũng đi cắt cỏ, thế là cả em với ông là đi cùng cắt cỏ à? Vâng. Hôm nay thì cắt cỏ có xa không? Có. Xa à? Vâng. Cắt cỏ về xong lại về nấu cơm nữa à? Em đi đâu rồi? Em đi ra ngoài chơi xong. Chơi với lại các chú ở bên kia hôm nay? Vâng. Chơi với lại các con của chú ở bên kia à? Vâng. Hôm nay thì anh cũng nhìn thấy là chú đi về, chú về rồi nhỉ? Vâng. Vừa đi làm thì. Vừa đi làm về à? Vâng. Thank you.
Đây thì Quân này ăn cơm với gì? Không có gì đâu ạ. À. Ăn cơm không thôi à? Ừ. Đây là bánh à? Vâng. Em Quân thì cũng cùng là dân tộc với cháu Lực ấy cô bác. Thì là trước kia thì cũng có làm bánh chuối này. Thế hôm mà làm bánh chuối này thì là bố là mất luôn rồi à? Vâng. Đến tối thì bố mới mất à? Vâng. Quân thì đi ra bên ngoài để rửa cái bát cô bác. Em Hiếu thì cũng có về luôn rồi. Hiếu thì đang chơi con gì đấy? Hả? Hiếu đang chơi con gì đấy? Hiếu thì khá là sợ cháu Lực cô bác, cho nên là không có được nói chuyện, chứ không có nói chuyện với cháu Lực được. Em Hiếu thì biết là nói. Em Hiếu thì là biết là nói chuyện với cô bác, nhưng mà chỉ biết nói tiếng Nùng là nhiều thôi. Em ấy thì chưa đi ra ngoài là học với cô bác. Ở xung quanh này thì toàn là người Nùng với nhau thôi, thành ra là em ấy chỉ biết là tiếng Nùng là nhiều hơn thôi. Bà thì văn này văn đây bố phẩm à? Văn đang chạy lại đâu có người đây rồi. Không chuyện này không ai có mình chỉ Nùng đây à? Bà thì là bị đau lưng từ sáng giờ là chưa ăn cơm. Bà bảo thế cô bác ạ. Bà không đói à? Bà không ăn cơm ấy? Nãy buổi tung giặc á? Bây giờ là em ngay chỉ tung giéo, nãy có mình chỉ ngay đây ạ. Ôi, bà bảo là tối hôm qua là bà ăn cơm chỉ có được nửa bát thôi. Đến hôm nay thì ông vẫn chưa ăn, đến hôm nay thì bà là vẫn chưa ăn cơm. Cũng ấy, các anh chỉ khâu bán giặt thế mấy cũng? Mưa không hoàn. Ông thì có vẻ là còn uống. Ông thì có vẻ là còn ăn được cơm cô bác. Một bữa thì vẫn hai bát. Có thể nói ông thì sức khỏe thì còn hơn bà rất là nhiều. Bà thì không có đi làm được gì rồi. Và thậm chí là bà còn không có ăn cơm được với cô bác. Bé Hiếu đi chơi với bé ở bên này thì có vẻ như rất là hợp cả cô bác ạ. Trông rất là tội cho em bé Hiếu luôn. Năm nay thì 2 tuổi rồi, chưa có được đi học này. Và đến giấy khai sinh thì cũng còn chưa có được làm. Thì thành ra là em mới chưa biết nói tiếng Kinh được cô bác. Trong nhà của em Quân thì gia đình của em Quân thì toàn là ngô với ngô thôi. Đây thì chỉ có một bao gạo. Bao gạo này thì hiện tại là được chắc là còn rơi đâu đó tầm là 10 đến 20 cân thôi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là nấu cơm một chút. Như Quân thì cho anh hỏi kỹ hơn thêm là bố em là hôm nào thì làm đám ma? Tháng 8. Tháng 8 à? Tháng 8 âm đúng không? Vâng. Tháng 8 âm à? Vâng. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Quân là đi ra bên nhà chú ở bên hàng xóm một chút cô bác. Tại vì cháu Lực cũng muốn hỏi thêm là chú này một chút câu chuyện cô bác. Chú thì chắc là hàng xóm của nhà em Quân thì có thể biết là rất là nhiều gió về nắm gió về gia đình của em Quân đó cô bác. Đấy, chú thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi rồi. 47 à? Vâng. Thế 47 thì em nên gọi bằng anh thôi nhỉ? Vâng. Đấy, thế xin phép gọi bằng anh nhá. Vâng. Thế như anh thì cho em hỏi thì anh là hàng xóm của em Quân là từ chắc là từ nhỏ đến lớn rồi má. Từ nhỏ đến lớn thì biết anh Quân nó khổ, nó từ được bốn được mẹ nó bỏ đi. Năm nay thì nó bố thì nó chết, vừa mới chết anh bác vừa mới lên được mấy hôm. Vâng. Như bố của Quân chết thì là chắc là do là bị bệnh đấy chứ. Bị bệnh chắc là ung thư cái gì chả biết, nhưng mà nghiện thì chết rồi. Chết được hơn tuần mười mấy ngày rồi. Thế là định là hôm nào là làm đám ma cho bố của Quân. Bác có, anh có biết không? Nó biết tin thì chắc là tầm khoảng tháng 8, mùng 1 tháng 8 bắt đầu đám ma luôn. Mùng 1 âm à? Thế hôm nay là rơi vào bao nhiêu âm rồi anh? 11
11 âm à? Thế hôm nay là theo lịch âm của mình thì là ngày âm bao nhiêu rồi? Từ đây đi đâu có mười mấy ngày. Còn 13 ngày nữa. Còn 13. 13. Còn 13 ngày nữa là làm mà đám ma luôn. Như còn 13 ngày nữa thì làm đám ma cho bố của Quân à? Vâng, thì Quân thì không có gì. Thì nó kiểu nó ở làng xóm nó bảo đi, nó mất cả bố cả mẹ rồi. Thì nó lấy đi cho Quân đi lấy một con bò về mổ đi cắm về. Mai kia Quân lớn về thì cho nó đi làm thuê về hầu như thế nào thì cho Quân trả lại người ta. À là thế, có nghĩa là bây giờ theo cái phong tục của người Nùng mình là phải có một con bò à? Đúng rồi. À phải có một con bò, nhưng mà một con bò, một con lợn nữa. À thế như hôm trước thấy anh Quân kể với em thì là cái con bò của nhà em Quân thì được nhận về nuôi thôi à? Vâng. À nhận về nuôi thôi. À thế là mấy đứa là lấy con bò đấy để là cho bố của em Quân luôn à? Vâng. À thế là cũng mình gọi là nợ người ta về nợ một cái con bò đấy đúng không? Không phải là của ông Quân đấy. À. Người ta cho nó nuôi, nếu có con thì chia nhau, chưa có con thì nó bỏ họ thôi. À thế như ở đây là con của anh hay là ai? Đây này là con của chú ở làng xóm kia. À là con của ở bên kia đúng không? Vâng. Hôm nay là chắc là biết tin là anh về cho nên là vào vâng. Đây chơi à? Vâng, về chơi thôi. À, vâng. Như mẹ của em Quân ấy thì là bỏ đi thì được lúc mà em Quân là 40 ngày à? À 40 ngày thì có đúng không anh? Đúng rồi, 40 ngày thì bỏ đi rồi. Thế từ lúc mà Quân còn bé tí thì đã... Bé tí thì nó bố nó đi toàn mua sữa cho về ăn thôi, không có gì ăn. À... Mua sữa thì nó sát gạo về, nền gạo, nền bột cho nó ăn thôi, không có gì. Mẹ thì không có, nhìn vẫn khổ rồi. À, thế thì thành bây giờ là bố mất thì có thể nói là Quân với lại Hiếu thì là mồ côi luôn rồi nhỉ? À, vâng. Thế như anh cho em hỏi thì là Quân với lại bé Hiếu thì không có phải là cùng một người mẹ đâu à? Không phải, nó là mẹ trước, mẹ đầu tiên thì nó có vừa mới đẻ được anh Quân xong thì nó mất rồi. Mất xong bắt đầu nó mẹ Hiếu thì nó vừa mới lấy đi lại được tháng thì người Hiếu thì nó mẹ nó bỏ đi thì nó một mình chú ở làng này, còn một chú còn với mẹ nó ở với mẹ thôi. À thì bây giờ như bé Hiếu thì lúc mà mẹ bỏ đi thì cũng gọi là chỉ uống toàn sữa ngoài thôi à? Vâng, toàn sữa người thôi. Nó vừa được tháng, vừa được hơn tháng tí thôi con đấy bỏ đi đấy. Ờ bà ông với bà thì năm nay cũng ông với bà muốn chăm sóc thì cho ông Quân đi, có bé cũng đi làm thuê, vừa chưa học hết lúc học hết lớp 5 thì nó Quân nó bỏ đi, nó đi làm thuê ngoài thì nó ngày 2-3 chục nó về nó mua các kiểu cho nó ăn thôi. Thế như Quân nó hôm nọ bảo với em là bỏ học từ năm lớp 9 kỳ 1 mà. Nó được chưa? Chưa à? Đến đâu? À lớp 4 nó mới bỏ đi luôn rồi. À thế là chứng tỏ là em Quân là thưa cô bác, chắc là do em Quân là do ngại cháu Lực hay là gì cho nữa thì mới nói là bỏ học từ năm lớp 9. Thưa cô bác, hôm nay thì cháu Lực lên thì mới gặp lại anh gần nhà hàng xóm của em Quân thì mới biết là em Quân bỏ học từ năm lớp 5 thôi, là do là chắc là em Quân là cháu Lực mới lên thì thành ra là ngại thành ra là không muốn chia sẻ thật với cháu Lực. Thế như mẹ của Hiếu ấy bỏ đi thì bây giờ cái phần giấy khai sinh thì chưa có làm được à anh? Chưa làm được. Thế bây giờ mà mình muốn làm được thì mình phải là gọi mẹ của quay về hay là như nào? Nếu làm được thì cho mẹ nó chụp căn cước hai bên cho nó gửi về mới làm được. Chỉ cần chụp là được thôi à? Chụp đằng trước đằng sau cho mới làm được, giấy khai sinh mới cho đi học được. Thế như mẹ như bây giờ thì bảo thấy em Quân bảo là gọi điện thì không nghe thì có không phải nghe máy. Không nghe máy luôn à? Vâng. Thế phải nói là em Hiếu bây giờ thì không biết là bên xá có tạo điều kiện cho để làm giấy khai sinh không anh?
hôm nọ đi nó bảo nó nếu tầm được nó gọi được mẹ thì làm được, không gọi được mẹ thì không làm được, nó bảo thế. Không làm được thế rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì chắc là phải lên thì nói bảo với xã, bây giờ thì không có cách nào để mà liên lạc nữa. Thì chắc là bảo các anh ở xã để tạo điều kiện cho, thì có khi là chắc anh, các anh thì vẫn tạo điều kiện cho thôi. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà để đi thì em Quân tự mà đi thôi. Vâng. Chứ ông với bà thì không có đi được nữa rồi. Vâng. Bây giờ đi thì trên xá thì toàn cũng đi bộ thôi, chứ em Quân thì cũng không có một cái xe máy nào. Đúng rồi, đi bộ thôi, không có xe máy gì, nó không có gì nữa. Châu bò cũng không có, lợn nuôi cũng không có, cái không có thì có một hai con gà thì để trong nhà nó thôi, chó cũng không có. Và Quân đấy, như ở làng xóm đây này nhìn thấy không có gì. Như em Quân bảo với em là trước thì bố có đi vay tiền thêm, thì cái đấy điều này có đúng không anh? Đúng rồi, nó thì nó sủ, nó chết thì nó sủ bố để đâu không thấy nó, hoặc là để chỗ nào thì anh Quân chưa tìm được. Thế nhưng mà bây giờ cái phần sổ ngân hàng ấy thì là bây giờ bố của em Quân thì cũng đã mất rồi. Vâng. Bây giờ thì cái sổ ngân hàng ấy liệu lại có để lại cho em Quân hay là để lại cho ông bà không? Chắc là để cho ông bà hoặc là để cho ông Quân là chưa biết được, chắc là cái chỗ này chắc là dân nước chắc là chưa không hỉ được, chắc là thế. Vâng. Bảo là nó còn vừa có quán hôm nọ nó làng xóm đây, nó bảo cùng ông Quân, nó bảo cháu Quân, nó bảo lên cùng lên xem như thế nào, nó bảo chắc là chỗ này xem xét dân nước nó bỏ được hay không, nếu không bỏ được vẫn có con đây này, mai kia con cũng là giả lại, nó bảo thế. Mà thế nào chả biết được, bởi vì Quân là con bé chưa biết gì. Vâng. Bây giờ mà mình không có giả thì vẫn được thôi, nhưng mà sợ là bên nhà nước lại đi ra thu cái phần ruộng của nhà mình ấy, đúng không? Rồi. Nếu thu ruộng nhà thằng Quân đây đi hết thì Quân không có chỗ làm ăn rồi, thì nó có mấy đám ở bên kia đây này. Thế như ruộng của Quân thì một năm thì gặt được tầm bao nhiêu bao, anh có biết không? Một năm chắc là tầm khoảng 8-7 bao, 10 bao đổ lại. Một vụ là được 10 bao à? Vâng, thì thế thôi. Như nhà em Quân thì là một năm trồng 2 vụ hay là một vụ anh? Một năm thì nó trồng được 2 vụ, thì một vụ thì ngô, một vụ thì nó trồng khóc thôi. Thế là mới, vâng. Thế là mới đủ ăn đấy nhỉ, chứ không vâng. Là chưa đủ ăn được. Vâng. Không bao giờ nó đủ được ăn đâu, vì nó ngô thì nó được khoảng 3-4 bao thì nó bán lại thì nó chắc là được từ mấy trăm nghìn luôn. Vâng. Như nhà anh thì cũng được bên nhà nước là người ta tài trợ cho à? Vâng. Tại vì là vừa rồi thì bên cái xá của cháu Lực đang ở cô bác thì là cũng có được là một số hộ là được tài trợ những cái ngôi nhà ghép như kiểu này rồi cô bác. Trước cái nhà cũ kia là cái phần nhà cũ của anh à? Vâng. Thế bây giờ hiện tại là Quân thì đang để bò nhiều nhà anh à? Vâng, đang để nhiều nhà anh bên này, nhà anh bên này. Vâng. Con nào là con của nhà em Quân anh? Con đỏ đây này, nó vừa mới nó cho nó cắm nửa về, nó mai kia nó mổ thì mổ con này đấy, đám ma cho nó anh Quân đấy, nó mua 13 triệu thì anh Quân chưa có tiền giả đồng nào đâu. Thế là người ta cũng cho là mình lấy nợ về trước hả anh? Vâng, nợ về trước thì sẽ có. Như phần ở bên này là cái chuồng của nhà chuồng lợn nhà Quân à? Vâng, có nhà Quân thì nó con lợn đây thì mấy hôm nó dựng cái làm đám ma thì làm cái một nhà cho bố, nó làm cái kiểu nhà kia đấy thì mổ con lợn bé đây này cho bố cả thằng Quân nữa. Con lợn này thì nó con của anh thì anh bán lại cho nó. Con này là anh bán lại cho Quân nữa chứ? Vâng, thế bây giờ nhỉ? Cho Quân con lợn đấy. Thế bây giờ là nhà Quân là chỉ có một con bò, là bò này duy nhất rồi anh? Vâng. Bò này còn đi nuôi nhờ người ta đúng không? Vâng. Thế như em Quân để bò vào đây thì anh có nhờ em Quân là làm cái việc gì không? Nó đi nhờ đi cắt cỏ về, thì hôm nào anh không ở thì cho Quân cắt cỏ về, cho hôm nào có tiền thì giảm tí. Vâng. Nó kiểu nhìn bé thì nhìn khổ thì một ngày cho vài chuộc, 3-4 chuộc hoặc là 2 chuộc thế thôi. Vâng.
cho nó mua cho nó em nó vừa mới cùng ăn thì xem mẹ bà cái ông Quân cũng là già rồi cái ông Quân cũng là già rồi không làm được gì thì có lúc thì nó trên người thì nó bảo đi cắt cỏ cho thì cho một tí tiền thêm đi mua thêm các cái ăn mua gạo về nấu ăn không có gì. Phải nói là bây giờ em Quân bố thì cũng đã mất rồi và mẹ thì cũng đã bỏ đi. Đúng mà rồi. Kèm theo đó bây giờ lại có thêm nuôi thêm một em này xong lại ông bà nữa. Chứng tỏ bây giờ đôi vai của em Quân thì khá là nặng nhọc rồi. Không biết là còn trước mắt thì bây giờ đã như thế rồi, còn là sau nữa là cái phần cái khoản ngân hàng thì liệu sau này có để lại cho em Quân nữa không, điều đấy mới là điều lắng lo nữa. Anh thì đã nấu cơm tối chưa? Xong rồi anh, vừa nấu xong rồi. Anh thì cũng chuẩn bị ăn cơm rồi. Vâng. Ôi bây giờ thì cũng chuẩn bị là mưa rồi cô bác. Chắc thì bây giờ cháu Lực ở lại với gia đình của em Quân thêm một chút nữa thì cháu Lực cũng di chuyển đi về thôi cô bác ạ. Thế, dạ vâng, tí anh lên nhà Quân chơi nhanh nhá. Vâng. Vâng, em lên nhà Quân một chút. Vừa rồi thì gặp được một chú là bên hàng xóm của em Quân cô bác, thì cũng biết được thêm khá là nhiều câu chuyện, mà những câu chuyện đấy thì được là các bác các chú là ở gần nhà hàng xóm của em Quân chứng kiến thì mới kể lại được cho cháu Lực như thế cô bác. Nồi cơm ấy thì đã chín chưa? Chín rồi. Vừa rồi thì cháu Lực với em Quân là đi ra ngoài thì ông với lại bà thì cũng nấu cơm cô bác. Ông thì cũng nấu cơm. Bà thì không có dậy vận động được nhiều, chỉ ở nhà là chăm được bé Hiếu thôi. Bé Hiếu thì nhìn trông rất là buồn và rất là tội cô bác. Ở đây thì em mới đội một cái khăn, chắc là cái khăn của bà để lại cho em Quân, cho bé Hiếu để mà đội thôi. Đây thì nấu nguyên cơm à? Xem nào, cơm gì? À, nấu cơm à? Thế bây giờ là chuẩn bị ăn cơm rồi à? Bà thì từ hôm qua thì cũng đã chưa ăn cơm rồi. Bây giờ cứ dọn cơm ra ăn với bà đi, ăn với ông đi. Ăn sớm, bà thì chắc là rất là đói rồi. Bây giờ thì em Quân với lại ông bà là chuẩn bị ăn cơm rồi cô bác. Vừa rồi cháu Lực đến thì cũng đúng cái bữa cơm của gia đình em Quân là ăn cơm luôn bác ạ, cô bác ạ. Hôm nay thì em Quân ăn cơm cô bác. Thì ăn cơm với lại Bí. Hôm nay thì nguyên Bí rồi hả Quân? Vâng. Thế cái gáo nước này để làm gì? Tí nước chan cơm á. Vâng. Có thể nói là cô bác cái bát này thì là từ thời xưa rồi. Đấy. Cứ ăn đi, ăn với ông với bà đi. Bà thì cũng chan cả nước lá thôi à. Nhìn trong bữa cơm cô bác, bữa cơm của gia đình nhà em Quân ăn cô bác, không có gì ngoài Bí với lại thêm một gáo nước. Nước này thì nước sôi để nguội hay là như nào? Không, nước lá. Nước lá? Vâng. Như này gọi là cơm chan với nước lá rồi cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực có mua lên cho gia đình em Quân là một chút cá mắm, nhưng mà chắc là cũng do là hết rồi. Thì mấy hôm nay thì cả gia đình em Quân thì lại trở lại với những cái bữa cơm mà chỉ có rau với lại nước lá thôi cô bác ạ. Thái Quân thì bây giờ mời các ông các bà đi ăn cơm đi. Con mời quý ông bà ăn cơm. Đấy rồi, ăn cơm đi. Thưa cô bác, hai cái bát này là một bát là cho người bố, còn là một bát là cho người mẹ. Người mẹ của em Quân thì có thể là bỏ đi rất là lâu rồi, nhưng mà chắc là không may thì cũng mất rồi, cho nên là bây giờ là cái phong tục của người Nùng ấy cô bác thì lại về tìm con, cho nên là bây giờ phải làm thế để cho sau này em Quân không có những cái điều xấu gì xảy ra với gia đình em Quân đâu cô bác. Bà thì cũng ăn cơm chan với nước lá này cô bác. Những cái bữa cơm như này thì làm sao mà đủ dinh dưỡng để cho em Quân với lại bé Hiếu này phát triển được cô bác.
Cô ba có thể nhìn thấy là những cái nếp nhăn của bà thì hiện rõ ở trên khuôn mặt rất là nhiều rồi cô bác. Bà thì hiện tại là không còn một cái răng nào để mà nhai cơm nữa cô bác. Như này thì gọi là nuốt thôi cô bác ạ. Rất là tội cho bà luôn. Ông thì ăn xong rồi à Quân? Ông thì cũng chỉ ăn được một bát thôi hôm nay cô bác. Bà thì muốn một bữa ăn được một cái bát con nhỏ nhỏ này. Bát này thì không có được lớn đâu. Một bát bé tí đẹp theo cô bác. Em bé Hiếu thì vừa rồi bảo bà là phải ăn thật nhiều cơm vào. Nhưng mà bà thì không có ăn được nữa rồi. Có thể nói là bây giờ cháu Lực đang ghi hình lại những cái thước phim này, cháu Lực xem và cảm nhận được cô bác không biết là diễn tả những cái cảm xúc mà mình như thế nào nữa. Không biết là quý cô bác mà có theo dõi được những cái thước phim này của cháu Lực chia sẻ lên thì quý cô bác có thể cầm nổi được nước mắt không cô bác? Một là em Quân thì một cái dáng người rất là nhỏ, không biết hiện tại là chắc em Quân thì một cái dáng người rất là nhỏ, bây giờ thì chắc rơi đâu đó tầm trên là 30 cân thôi. Nhưng mà đôi vai của em thì phải gồng gánh rất là nhiều này, phải gồng gánh cả gia đình những cái bữa cơm mà em Quân để khó được cô bác ạ. Thời gian tới thì em Quân lại phải lo thêm là cái phần đám tang cho bố của mình nữa. Cháu Lực rất là mong thời gian tới thì cháu Lực sẽ nhận được những cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú anh chị gửi tới cho em Quân để cho em Quân trang trải cái đám tang cho người bố cho nó một cách là suôn sẻ nhất cô bác. Quân thì ăn được bao nhiêu bát rồi? Ăn no rồi à? Từ này là uống nước no chứ có phải ăn no đâu. Vừa rồi thì một gáo nước rất là đầy luôn cô bác. Bây giờ thì ở phần đáy còn một ít hơn thôi. Bà thì cũng có chan cơm với nước lá. Còn ông thì cũng thế. Mà em Quân thì cũng thế cô bác. Bây giờ thì bé Hiếu này đang ăn rồi. Ăn đi. Còn bé như này thì làm sao mà hiểu được những cái câu chuyện mà mình đang gặp phải cô bác. Chỉ biết là khóc, chỉ biết là cười thôi. Những lúc vui thì em có thể cười, nhưng mà đến lúc mà em ấy đói, em ấy ngủ không có được đủ giấc thì em ấy chỉ biết khóc thôi. Còn mọi chuyện còn lại thì đều là phải do em Quân một mình em ấy là gồng gánh hết rồi cô bác. Bây giờ thì cả nhà đang đợi em Hiếu để bé ăn xong thôi. Bây giờ thì ở phần bên ngoài thì trời cũng đã tối rồi cô bác. Và mưa thì cũng rất là nhiều rồi. Vừa rồi thì rất là may cháu Lực còn đem theo áo mưa để một tí nữa cháu Lực về. Còn có cái mà để che mưa về cô bác ạ. Mùa này ở trên vùng cao ấy cô bác thì đang là rơi vào mùa mưa nữa. Còn ở phần phía bên này thì bây giờ cũng chỉ được là nhìn những cái chăn, cái chiếu, cái màn do là bố mà để lại thôi. Chứ bóng dáng của người bố thì giờ chỉ ở một cái đám mộ ở bên kia, còn chưa có được mọc cỏ, còn chưa có được làm đám tang đồng hoàng cô bác. Ở trên vùng cao cô bác thì có một cái phong tục mà người mất mà chưa có được làm đám tang thì vẫn phải là làm một cái nấu cơm. Đến bữa ăn cơm thì vẫn phải mời là ăn cơm, vẫn phải để một cái bát, một đuôi đúa để ăn cơm. Còn là bây giờ sẽ cả nhà sẽ đợi em bé Hiếu là ăn cơm xong thì cháu Lực tiếp tục là chia sẻ cái câu chuyện của em Quân một chút nữa cô bác. Thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về thôi cô bác.
bây giờ thì cả nhà đã ăn cơm xong rồi, còn là bé Hiếu một chút thôi, cho nên là em Quân là cũng dọn luôn rồi cô bác. Như vào trong cái ngôi nhà của em Quân thì cô bác và cháu Lực cũng ghi hình lên rất là nhiều rồi. Cô bác cũng có thể nhìn thấy là ở trong nhà thì không có một cái vật dụng gì để giá trị đâu. Nhưng cái chạm bát thì cũng không có, thì được em Quân để lại mỗi góc ở bên kia. Mai là để vào rửa xong lại để ăn tiếp thôi. Một cái bữa cơm thì chỉ có một cái bát rau này, với lại thêm một cái gáo nước này cô bác. Bé Hiếu thì trong ăn rau thì rất là ngon cô bác ạ. Quân cùng với bà với lại em thì cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác. Bây giờ thì ăn cơm xong không có việc gì làm nữa thì em Quân là cũng để đi ngủ thôi. Bé Hiếu thì không có hiểu chuyện gì mà xảy ra với mình bây giờ, chỉ biết là ăn cơm xong no rồi thì vui cười, đến lúc đói thì chỉ biết là khóc thôi cô bác. Thôi hai đứa trẻ mặc dù là không có cùng mẹ, nhưng hai em, nhưng em Quân là bây giờ gọi là phải nói vừa làm bố vừa làm mẹ rồi cô bác. Bây giờ thì em Hiếu có thể đang rất là vui vẻ bên ông bà, bên người anh của mình. Em Quân thì bây giờ cũng còn nhỏ, việc làm giấy khai sinh của bé Hiếu thì cũng chưa có biết để mà làm cô bác. Thành ra bây giờ lại phải nhờ bên các bác hàng xóm thì mới làm được. Còn ông với bà thì bây giờ đi lên xá thì rất là xa, bà thì không có đi nổi nữa rồi, chỉ có ông là còn có thể là đi được thôi cô bác. Bây giờ thì mưa đang rất là to, những cái chỗ thì cũng đã bị giò mưa xuống đây này cô bác. Nếu mà để mưa to thêm nữa thì ngôi nhà của em Quân đến đêm thì rất là mưa luôn. Còn như cái phần bên này thì mưa nhiều quá, không có dám ngủ bên này. Thành ra là cả gia đình em Quân là ngủ ở phần dưới này cô bác. Như Quân thì cho anh hỏi, bố thì mới bước lên này thì đêm đi ngủ thì có sợ không? Vẫn sợ á? Ừ. Nếu mà tầm giờ này mà đi ra bên kia thì em có dám đi không? Có. Thôi em đi à? 9-10 giờ mới không dám ra. Tầm 9-10 giờ là không dám ra à? Ừ. Như đêm em đi ngủ thì có bao giờ là nằm mơ thấy bố mình không? Có, thấy bố với một cô chẳng biết ai. Một cô chẳng biết ai à? Vâng. Thưa cô bác, có thể nói là em Quân là không có nhớ cái khuôn mặt của người mẹ nữa. Thì thành ra là bây giờ những cái giấc mơ đấy chỉ là có biết là một người con gái hay là một người gì đấy thôi cô bác. Hiện tại thì bây giờ khuôn mặt của em Quân thì khá là buồn cô bác ạ. Hiện tại thì cái khuôn mặt của em Quân thưa cô bác thì rất là buồn. Thành ra là em Quân không có được những cái nụ cười ở trên môi đến với mình. Không biết là bao nhiêu thời gian nữa thì cái điều này nó sẽ chấm dứt với em Quân. Thời gian nữa mà làm đám ma cho bố xong thì em Quân lại phải thêm là cái gánh nợ cho trên vai của mình để sau này mình đi làm thuê lớn lên mà trả thôi cô bác. Em bé Hiếu thì bây giờ không biết là chuyện gì đến xảy ra với mình. Phải nói là như cái đứa trẻ là đứa trẻ mà vô tội, không có biết cái gì cả cô bác ạ.
cháu Đức cũng rất là mong qua những cái thước phim này thì quý cô bác anh chị có những cái bộ quần áo nào mà không có dùng tới thì cho cháu Đức xin để cháu Đức gửi tới cho bé Hiếu với lại bà, với lại em Cương, với lại ông cô bác nhá. Cháu Lực cũng lên đây rất là nhiều lần rồi, chốn toàn thấy em Cương mặc hai bộ quần áo, một bộ này là màu trắng này, còn là một bộ kia là màu xanh cô bác, là màu đen cô bác. Quân thì có điều gì là muốn chia sẻ với anh không? Không à? Đấy, chắc là do cháu Lực mới lên, thành ra là em Quân cũng chưa có hiểu cháu Lực mấy, thành ra là không muốn chia sẻ những cái câu chuyện để cho cháu Lực nghe. Thì cái này cháu Lực cũng có thể là, cái này cháu Lực có thể hiểu sau thời gian nữa cháu Lực lên với em nhiều rồi thì có thể là em sẽ mở lòng với cháu Lực hơn và chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn của em cho cháu Lực hơn cô bác. Thời gian tới thì em Quân sẽ phải là gọi là lao động chính trong gia đình rồi cô bác. Còn là bây giờ cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Rất là mong quý cô bác anh chị có xem được những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để cho để giúp cho cháu Lực có thêm nhiều người đăng ký hơn và có thể giúp cho cháu Lực có thêm nhiều người đăng ký hơn và giúp kênh bản em của cháu Lực ngày một phát triển hơn và giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao đấy cô bác nhé. Còn bây giờ thì cho cháu Lực xin được chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị, hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em cô bác nhé. Quân thì bây giờ chào quý ông bà cô chú anh chị nhé. Con chào quý ông bà cô bác anh chị. Đấy rồi.